Rồi chào 500 anh em YouTube. Hôm nay mình sẽ tiến hành là làm máy và sửa chữa dàn chân cho một xe rim Thái 67F31250. Thì đây là xe ở tỉnh. Thì đối với anh em ở tỉnh, khi mà anh em làm xe mình, anh em muốn gửi lên cho mình, thì mình sẽ cho họ tên người nhận xe. Và khi các bạn gửi lên, các bạn bắt buộc phải gửi cà vẹt xe, hay còn gọi là giấy đăng ký xe, để mà khi mà mình làm xong cho các bạn, mình mới có thể gửi về được. Bởi vì những cái chành xe á, thì nếu mà không có giấy đăng ký xe thì người ta sẽ không gửi xe về. Và xe này giờ mình sẽ tiến hành là mình làm máy và làm dàn chân. Máy là làm cái gì và dàn chân là làm cái gì, thì các bạn sẽ coi cả quá trình của mình. Thì khi làm máy và làm dàn chân cho một cái xe rim thì nó sẽ tầm 20 triệu đổ giờ. Và đây camera quay là xe này đang gắn sẵn, là gắn sẵn cái bẩn shopper chứ không phải bẩn rim Thái. Và camera quay toàn bộ xe một vòng, để mọi người và chủ xe đều biết được cái tình trạng xe khi mình nhận, đỡ khỏi sau này nó sau em gửi lên xem rim Thái gửi giờ lại bẩn shop bay hay này cái kia, thì tất cả đều rõ ràng chi tiết cụ thể hết cho các bạn. Rồi vậy bây giờ em tiến hành vô em làm bánh, em làm dàn chân, làm dây ga bao tay rồi các thứ rồi các bạn ha. Rồi chào mọi người. Rồi thì đây là máy xe rim 1250 sau khi mình chỉ ra. Rồi đây các bạn thấy là bố nè, rớt bố ba kèn ra luôn nè. Bởi vì tại sao mà mình hay đi bố Vinh là vậy đó các bạn, có lý do hết chứ không phải là mình khùng. Chuông nè đó, rồi nguyên bộ chuông này mình bỏ luôn nha, chuông với lại nhông hú mình bỏ luôn. Bởi vì cái xe này á mà mình báo cho người ta là chính xác, không bao giờ mà sai hết đó. Bởi vì những cái xe mà đã có làm rồi á là những cái xe đó mới nguy hiểm, còn những cái xe mà nó dinh 100% chưa trẻ thì thực sự là nó không ngon lành gì hơn, nhưng mà nó lại không bị người ta phá đồ. Phá đồ đây là không có chế cháo không đồ á, coi chuông nè. Rồi Dên để coi còn dinh nhật không, Dên còn dinh nhật. Rồi lòng này mình sẽ đóng, mình đưa nó giờ lại tăng đa luôn. Số thì hay nè. Quả lăng, quả lăng này còn được nha các bạn. Mình sẽ kiểm tra đồ đồ kỹ càng hết. Số bắp lô thay hai số bắp. Rồi vậy, chào mọi người, giờ mình chuyển qua mình tiến hành làm dàn chân, là mình rút cầm bánh trước bánh sau, thay vỏ thay đồ, thay vỏ luôn nha, thay vỏ vô cô Hama. Rồi chào 500 em YouTube. Thế này là đúng nghĩa dàn chân nè. Dàn chân là gì, là bạc đạn bánh nè, 5 bạc đạn, 4 bạc đạn bánh, 1 cái bạc đạn cù dĩ là 5. Đóng tăng bu, đóng bu bánh trướng sau lát nữa mình sẽ nói. Còn này là đóng cốt má đầm, xài lại cốt Vinh nè, bố thắng hãng nè. Rồi cao su gấp nè, cao su đầm nè, nhâm sinh dĩa đê đê nè. Rồi còn bánh sau xe này á, là một quá rút cam không được luôn, là phải thay một cái bánh sau mới nè. Thay một cái niền mới nè. Niền này là niền siam goxi chứ không phải là niền này là niền goxi của shopee chứ không phải niền của rim Thái nha. Bởi vì cái này không phải là xe dọn nên mình quýnh dây vẫn là niền hãng chất lượng, nhưng mà đỡ tốn tiền chủ xe nữa. Đóng thằng bu bánh sau nè. Rồi rút cam bánh trước luôn, giờ sẽ thay bạc đạn bánh trước, bạc đạn bánh sau. Đó, vỏ thay vỏ vô cô rồi. Đầu xong xuôi hết sẽ đẩy xe đi làm dàn chân để cho nó khỏi rung lắc nè, làm lỗ chống đấn xương á. Về thay cần thắng, thay cần thắng nè, cần thắng mòn hết nè. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi chào 500 em YouTube. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành ráp máy xe rim của anh trai. Thì bây giờ là đầu tiên là vô mục là chọn đồ và rửa đồ. Thì camera tới đây. Thì bây giờ là những cái đồ cũ mình bỏ, thì mình sẽ trả về 100% cho chủ xe hết. Rồi camera quay từ đây này, tới được đỉnh đầu anh nè, chứ không phải quay vô đồ. Đó. Rồi thì bây giờ nè, đầu tiên là mình sẽ cho các bạn coi một cái chuông xe rim Vinh là nó như thế nào trước, và tại sao mình bỏ chuông xe rim của anh trai. Rồi camera cho xét vô.
Thì hồi sáng mình đã nói các bạn là mình bỏ, nhưng mà tại sao bỏ? Thì các bạn thấy là cái này là nó cũ, nó gãy ra làm hai, thì người ta tháp lại. Thì nếu mà đúng dinh nó là như vậy, thì bây giờ là mình sẽ thay. Nhưng mà mình thay là cái này là của mình, còn này là chủ xe, mình trả lại chủ xe. Mình thay bằng một cặp nhông hú mới luôn cho nó ngon đó. Ở đây cặp nhông hú mới đó. Thì thay vậy là có hú hay không hú là mới quan trọng nè. Là em có thay chuông á, thay một cặp nhông hú thì em hú hay không hú đổi thừa em được. Còn chừng nào ví dụ em xài lại cặp nhông hú các bạn á, thì là đừng có đổi thừa em là ủa anh ơi sao vô tự nhiên giờ xe em không hú, mà em là anh làm xong nó hú. Cái đó là tầm bậy, tại vì cặp nhông hú em không đụng vô là nó không có hú. Rồi bây giờ là rửa lốc sạch sẽ nè. Rồi xong nè, dên á là thay bạc đạn dên nè, thay tay dên nè. Rồi xong, số là thay một bộ số mới nè. Vẫn giữ lại con heo của Rim Thái, bởi vì heo Rim Thái rất là đặc biệt, nó có cái lông đền đồng báo số đó. Thì lông đền đồng này báo số này nếu mà gãy thì mới thay, không gãy không thay. Còn vô tình mà ráp vô mà bị gãy bắt buộc phải chỉa máy ra lại, rất là gian chung nha các bạn. Rồi xong, qua phần nồi. Nồi thì cầm nhâm hú mình đã nói rồi, mình sẽ thay lá bố màu đen cho anh trai. Rất may cho anh trai này là lá bố này vừa có lại được vài bộ, 2-3 bộ à. Còn hiện tại bữa giờ vẫn đang hết, vẫn xài lá bố màu vàng, không xài lá bố màu đen. Bạc đạn máy thì em xây full bạc đạn máy nè. Đó, Ron Ford đồ em xài Ron Ford hãng hết nè. Thay bu lim mới, Ford số bắp mới nè. Đó, tất cả Ron Ford. Lòng á thì dây giờ lại ép tăng đa cho anh trai. Đầu sấy số bắp rửa sạch sẽ hết. Và giờ tiến hành ráp máy. Trước khi ráp thì kiểm tra cố con số, không hư là không thay, không cong là không thay. Chừng nào hư hoặc cong mới thay. Đó. Và mình cũng phải kiểm tra những cái dĩ đề luôn. Nếu mà nó dập á thì thay, còn không dập cũng không thay. Với lại dĩ đề này thay hoặc là đóng sơ mi lại là trường hợp đầu này nữa, nó bị khuyết thì mới đóng lại. Đó. Rồi, vậy giờ là mình tiến hành mình ráp máy xe này. Rồi chào tạm biệt mọi người. Rồi chào 500 anh em YouTube, thì đây là xe Rim 1250. Gửi lên sửa chữa. Thì mình đã thực hiện xong những cái phần cơ bản ở bên trong. Thì mình làm những gì? Thì bây giờ là mình sẽ cho anh em coi xe này. Bữa giờ mình đi road day 4-5 ngày rồi anh em. Thì xe này á, máy là mình làm máy nè. Ông cố hai xe, máy là mình làm máy. Mình làm 4 tháng trước, 4 tháng sau, đóng năng bu tháng trước, đóng năng bu tháng sau. Rút cầm bánh trước, rút cầm bánh sau. Thay vỏ trước, thay vỏ sau Yokohama. Thay một cái lọc gió. Thay dây thắng, thay dây km và một cái tay thắng. Đó, cao su đầm, cao su gấp, một cái bạc đạn cùi dĩa, thay có tổng là 5 cái bạc đạn đó. Rồi một cái lọc xăng bên đây nè, camera. Rồi thay một cái cốt chống đấn, cốt chống đấn nằm tuốt ở đây nha các bạn. Đó, mình thay cái cốt chống đấn này để làm chi, để mà khúc này nè. Đó, để mà khúc này nó cứng nè các bạn. Đó, nó cứng cáp, đạp thắng đồ nó chắc. Rồi cái cần thắng này cũng thay mới. Rồi mình làm cổ phụ chẳng ba trước sau. Thì đó là những gì mình làm cho xe này. Và mình đã đi road day 4-5 ngày. Thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ rửa. Mình sẽ rửa sạch sẽ hết. Rồi chào 500 em YouTube nha. Rồi chào 500 em YouTube. Thì bây giờ xe đã làm xong rồi nè. Em rửa sạch sẽ hết cho chủ xe. Đó thì bây giờ là em sẽ tiến hành em gửi về quê cho chủ xe. Thì chủ xe này có người thân ở trên Sài Gòn, thì người thân đem xe qua cho em, và người thân cũng đem xe về. Còn nếu anh em nào không có người thân ở Sài Gòn á, thì anh em vui lòng gửi xe lên, em sẽ có người ra nhận cho mọi người. Rồi mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ha.
Rồi thì bây giờ hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2021. Trước khi vào chiếc xe rim này giờ cho chủ thì mình gỡ ra mình kiểm tra đầu lòng lại một lần nữa, và mình sẽ giao cho chủ xe để mà xe khi mà chủ xe nhận được thì sẽ có một kết quả tốt nhất. Cái xe này mình làm mình đã tính tiền hết rồi cho chủ xe rồi nha các bạn. Nhưng mà mình chạy rô đai mình thấy cần canh chỉnh gì là mình sẽ canh chỉnh chủ xe luôn. Rô đai nói chung là mình chạy rô đai giùm ta, rô đai nhiều rồi.